chuyện này mẹ không hài lòng nè. Dạ. Có cái gì thì con cứ nói với mẹ một tiếng. Mẹ dạy dỗ là chồng con, mẹ nhắc nhở nó, chứ có đâu mà con gọi điện điện thoại gì cho cha mẹ con. Trời đất ơi, anh chị ở bên đó không hiểu rồi à. Nói, ủa sao kỳ vậy ta? Bên đó nghe nói đâu là cũng dạy dỗ con đàng hoàng lắm. Trời ơi, bao nhiêu tiền của đổ ra nuôi dưỡng, dạy dỗ cho ông ăn học đàng hoàng tử tế. Rồi cuối cùng cái thằng con nó hư đốn như vậy đó. Con để cho ba mẹ con đánh giá mẹ vậy đó hả con? Dạ, không có. Mẹ nhắc lần cuối cùng, nếu như có cái gì không hài lòng thì thưa với mẹ một tiếng, mẹ sẽ dạy, mẹ nhắc nhở chồng con lại. Thống nhất vậy đi nghe chưa? Dạ. Không có tùy tiện mà gọi điện thoại gì cho mẹ ruột của mình mà đi tố chồng mình như vậy nghe chưa? Dạ dạ. Phải sang trọng lên hiểu chưa? Dạ. Ừ. Đi vô đây. Dạ, con chào bà nội. Vô đây, vô đây. Ây da. Đây, 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 ngồi đây, ngồi đây con cho má. Dạ, dạ. Đây. Cẩn thận nha. Dạ. Trời ơi. Trời. Dạ, con gửi nội. May không? May á là nội gọi điện thoại cho con mới biết là con nấu trà sữa, mới kịp xin xỏ đây chứ. Dạ. Trời ơi. Thử đi nội. Thử ha. Dạ. Ủa mà ngộ ta, làm như là mấy người trẻ, mấy người biết con mình, mấy người biết uống trà sữa vậy. Còn cỡ tuổi này không biết hay sao mà nhìn nhìn nội có vẻ ngạc nhiên quá ta. Tại con thấy thường mấy người như nội, lớn như nội á là ít uống trà sữa nên con thấy lạ. Ừ, vậy hả? Dạ. Đúng rồi. Ngon đó nha. Ngon đó nha. Nhưng nãy giờ á là nhìn cái mặt tự ngoài cổng đi vô nghe. Dạ. Giờ mới hỏi thiệt nè, Tôm nó ăn hiếp con phải không? Ờ, dạ. À nội, cho con hỏi này nha. Mỗi lần mà ba chồng con say xỉn á nội, thì thường mẹ chồng con làm gì vậy? Ba chồng con hả? Dạ. Chừng chục năm trở lại đây rồi ba chồng con ít nhậu lắm. Lông nó sống rất là chừng mực. Dạ. Nhưng mà ngược lại có người thay vô vị trí của nó rồi. Ai nội? Mẹ chồng con. Mẹ chồng con say xỉn hả? Ủa con tin hả? Trời ơi, con phải tin bà nội nói chứ. Đây nè, chính mắt bà nội chứng kiến nghe, là cái hôm sinh nhật của Minh Châu đó. Dạ. Là mẹ chồng con xỉn tới cái mức mà trời ơi, tao nói Minh Châu này mộng hoài, hai đứa nó phải dìu lên tới phòng á. Mà không phải một lần, nhiều lần lắm luôn á. Vô đây, vô đây mấy cô. Trời ơi. Tới chưa? Trời ơi, vô đây, vô đây, vô đây, cho nằm xuống giường đây rồi. Trời hai rồi. Rồi rồi, cho. Ta đâu có say đâu. Đây đây đây, đặt ổn định đi. Chị tình luôn á. Ơi cảm ơn Châu, cảm ơn Hoài nha. Trời ơi, nhưng mà sao mà sai dữ vậy hả? Sai đâu. Con sai đâu bác. Tụi con tùng tỉnh bơ, sai gì trời ơi, sai xong về cái nhà luôn. Uống nữa đây. Hả? Vô đi, tụi bay chơi gì không tới gì hết. Vô nữa đi. Sùng quá nha. Thôi, được rồi, lát nữa rồi mẹ cho con uống tiếp nha. Mà uống cái gì mà tới nỗi sai vậy hả? Dạ đâu uống gì đâu. Không có uống gì hết á. Uống con chai. Đúng chai một. Ba người uống một chai. Dạ. Chưa đủ mắt. Một chai ha. Thấy phê phê quá cái lồi qua quán ốc. Hút thêm thùng nữa. Thùng bây giờ một thùng là 24 lon. Dạ. Là mỗi cô là 8 lon. Chia đều quá mẹ. Tao có. Không biết mấy lon rồi hết thùng. Hết thùng. Mỗi đứa một thùng chứ không phải đứa 8 lon. Trời ơi trời. Đá đâu uống được. Chưa rượu mà chưa bia mà nó không xỉn mới lạ đó. Ai nói với bác tụi con xỉn? Không có xỉn. Không xỉn mấy ông bác coi con đứng dựng lên nè. Trời ơi, cho mấy cái mê bị hư quá. Ôi trời ơi con. Con ơi. Ê, bán chồng đi nhậu không? Nè nè, bây giờ để mẹ chạy xuống mẹ lấy ly nước chanh. Xong mẹ lấy cái xô luôn. Nha. Ba ly nước chanh. Lại. Trời ơi, chết con trai tôi rồi trời. Nè,
con. Dạ. Con đừng có nói là nội kể cho con nghe nha. Mẹ chồng con biết là mẹ chồng con quạo đó. Dạ con biết rồi nội. Chào dâu. Dạ. Mà nội biết á, là có nhiều khi con suy nghĩ là trời ơi sao ở trong nhà này mình bị thiệt thòi quá. Có nhiều khi bị oan ức mà không biết chia sẻ với ai. Rồi con cũng nghĩ là sao mẹ chồng tôi khó tính vậy ta, trong khi bà nội chồng tôi lại rất là dễ. Đúng không? Dạ. Có nhiều khi á, con còn ước là ước gì á, mẹ chồng con giống như bà nội vậy á, thì đỡ biết là bao nhiêu. Không có đâu. Hồi đó đó, hồi năm nẫm đó nghe, là bà nội cũng khó lắm đó. Ủa? Bà nội cũng là một bà mẹ chồng khó tánh. Trời ơi, rầy mẹ con hoài đó chứ. Thiệt hả bà nội? Cái hồi mà bà nội còn trẻ, bà nội về làm dâu, mà cái thời của bà nội là làm dâu cực khổ lắm. Khổ đến mức mà bà nội nói trong lòng mình, bà nội tự nói là nếu sau này mà tôi có con dâu là tôi phải dễ, chứ tôi không có khó như vậy. Rồi khó vậy con dâu nào chịu nổi. Vậy đó con. Mà tới chừng thằng Long nó lấy vợ, đứa con trai duy nhất mà con. Dạ. Nó lấy vợ cái mình hụt khẩn liền con. Mình nói ủa hồi đó giờ lúc nào cũng mẹ con kề bên hết, giờ cái sao giống như là con mình không thương mình nữa đó. Cái tự nhiên cái bà nội đâm ra bà nội ích kỷ con. Bà nội cũng hành hạ mẹ chồng con, rồi bà nội cũng nói lời nặng tiếng nhẹ, cũng y chang như mẹ con giờ vậy đó. Nhưng mà sau đó chứng kiến mẹ con sanh nở nè, chăm sóc mấy đứa nhỏ trong nhà, có những đêm thằng Tôm nó sốt, mẹ con thức suốt đêm trong bệnh viện. Bà nội thấy thương quá à, nội nói sao phụ nữ lúc nào cũng khổ hết, vậy mà mình còn ghét bỏ con dâu mình chi vậy ta. Cái từ đó cái bà nội dễ tính từ từ, dễ tính từ từ, bỏ qua bỏ qua bỏ qua nhiều thứ, giờ mới được dây nè. Con à. Dạ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Rồi à, con sẽ có em bé nè. Hiện giờ thì mọi người trong nhà ai cũng thương con. Tôm thương, bà nội thương, tất cả mọi người đều thương. Cho nên mẹ con còn có hơn chút xíu ích kỷ. Nhưng mà tới chừng có em bé, cả nhà cùng nhau mà nhào vô chăm sóc em bé, tự nhiên mẹ chồng con sẽ thương con y như bà nội thương mẹ chồng con hồi đó vậy đó. Con cũng mong là được vậy với bà nội. Thanh à, thời gian này sẽ có khó khăn đó, nhưng mình khó khăn cỡ nào đi nữa đó, là cũng không bao giờ có được cái ý nghĩ là sẽ rời khỏi nhà chồng đi ra ngoài. Sau lưng con có nội, nhớ không? Nước ngoài mới về, nó rủ anh ra gặp nó. Anh gặp nó có chút xíu anh về liền rồi đấy. Hôm qua nói gì với em? Hứa cái gì với em? Nói lại coi. Thì hôm qua hứa nếu mà nhậu nữa thì... Sủa. Chồng à, đàn ông á là mình phải có sự nghiệp, mình phải có bạn bè là quan trọng nhất. Cho nên á là anh cứ nhậu nếu mà anh muốn nha. Tại vì á nhậu thì cứ nhậu không có sao hết á, em không có cấm cản gì hết á. Với lại à, nhậu mệt rồi đúng không? Em massage cho nha, để em massage cho. Massage cho. Không cần đâu. Anh biết lỗi rồi. Thôi anh có lỗi gì không biết nữa à. Có
lỗi gì trơn á, tại mẹ nói với em rồi, đàn ông á là phải biết nhậu nhẹt, chứ đàn ông mà không nhậu ở nhà ru rú á là không có bản lĩnh. Cho nên là anh cứ nhậu để em không có cản đâu nha. Trời ơi, mấy cái thằng quỷ đó tham nhậu làm gì không biết nữa, nhậu vô bê tha có được gì đâu. Trời ơi, nhậu vô rồi xe đụng tùm lum tùm la nguy hiểm lắm. Anh là anh không có hụt hay lại nó đâu. Sao vậy, nói vậy là sai rồi. Em khuyến khích anh nhậu, cho nên á cứ nhậu đi nha, cứ nhậu nhiệt tình vô nhau phát huy cái điều này nha. Trời ơi, mẹ đâu có nói gì vậy đâu con. Thôi anh khát nước quá, anh ra anh lấy nước nha. Để em lấy cho. Anh ở đây thì em lấy nước cho vợ, lấy nước cho chồng uống nha. Thôi thôi, để anh lấy cho. Để em lấy, em đi ra cửa em lấy nước đó nha. Mẹ đi rồi. Trời ơi, ngày nào cũng phải diễn một cái tiểu phẩm cho mẹ đứng ngoài cửa mẹ theo dõi mẹ coi. Trời ơi, mệt quá. Sống không được là chính mình luôn á. Vậy thì bây giờ em sẽ là chính mình nè. Ngày hôm qua anh nói với em sao, anh hứa với em sao mà bây giờ anh làm khác. Bởi vì hình phạt của anh á, một là đấm tay đấm chân cho em 1 tiếng đồng hồ, sau đó đưa 1 triệu đồng. Hai là đưa 5 triệu đồng luôn. Ôi, cái gì mà nhiều dữ vậy. Tiền lương tháng nào anh cũng đưa hết cho em mà. Bây chịu không? Anh với em biển ăn ý quá trời luôn rồi. Ăn ý. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.